Minh Triệu đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc t-shirt. Đây là một chiếc khá là đẹp với mặt đeo màu trắng cùng sợi dây cá sấu màu nâu cánh gián cực kỳ sang trọng. Đặc biệt là phần khung vỏ của chúng ta thì được thiết kế bằng thép mạ PVD Rubscon. Màu vàng hồng này nó cực kỳ sang và nó rất là hợp khi mà phối với cả nền đeo màu trắng này. Một chiếc nằm trong bộ tập là Carson, mang mã quốc tế là t-shirt Carson Palmatic 80 T122.407.36.031.00. Với đường kính sử dụng là 40mm, độ dày là 9.75. Vì mang trong mình cỗ máy ETA chữ cót lên tới 80 giờ thì lát nữa mình sẽ sâu lên cho anh em xem. Cặp lung càng thiết kế cực kỳ cân đối này thì anh em cổ tay lý tưởng từ 16-16.5cm trở lên, đeo rất là đẹp ạ. Bên trong mặt số của chúng ta được t-shirt chia làm hai lòng. Lòng ngoài cùng của chúng ta sẽ là nơi chứa những cọc số thiết kế dạng cọc số vạch rất là dài và to rõ ràng, cùng với cả những cái vạch chia được hiển thị là vạch autolim để anh em có thể đo đếm những cái phút giây rất là chính xác. Bộ kim của chúng ta được tạo hình đẹp với kim dây chạy khá là mượt và toàn bộ kim cọc thì đều được hãng thiết kế bằng thép 316L và được mạ PVD Rubscon để nó ăn khớp với phần khung vỏ bên ngoài, tạo ra hiệu ứng tông xẹt tông rất là đẹp. Và vị trí góc 12 giờ của chúng ta là nơi tọa lạc của dòng chữ T-shirt 1853. Bên dưới góc 6 giờ thì sẽ là Palmatic 80 và Squidmate. Chiếc này mang cho mình cỗ máy Palmatic 80 cho thời lượng chữ cót cực kỳ khủng lên tới 80 giờ anh em nhé. Đồng thời chúng ta sẽ có ô lịch ngày được bố trí tại góc 6 giờ với mỗi ngày hiển thị là ngày 24. Nền đeo bên trong của chúng ta thì được t-shirt trải những cái vân rất là đẹp. Anh em nhìn kỹ sẽ thấy á, nó chính là những cái đường tròn đồng tâm nhỏ được xếp lại với nhau. Và với thiết kế này thì nó sẽ tạo ra nhiều khúc xạ ánh sáng hơn khi và kết hợp với cả những tia sunburst mảnh ở lòng ngoài cùng này. Mặt kính sử dụng chắc chắn sẽ là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Phần thân trước này thì mình thấy nó là cấu tạo khá là đẹp với thiết kế đặc trưng của dòng Carson rồi. Đó, cặp lung càng thiết kế quạp số như này thì anh em lên tay cực kỳ ôm tay. Vị trí góc 3 giờ sẽ là núm chính với logo hình chữ T được hoàn thiện nổi. Và với thiết kế núm cạnh khía răng cưa này sẽ giúp anh em dễ dàng lên cót tay và chúng ta có thể kéo núm ra để chỉnh lịch vào giờ cực kỳ tiện lợi. Đi kèm sẽ là sợi dây cá sấu màu nâu cánh gián và đây là sợi dây zin nguyên bản trên chiếc t-shirt này với đầu dây sử dụng là size 20-18 anh em nhé, với đầy đủ những cái thông số bên dưới á. Đó, và bộ dây này còn rất là mới, anh em có thể nhìn những cái lỗ để xỏ chốt đó, còn rất là mới luôn, cho thấy độ mới của chiếc t-shirt này nó rất là cao. Cùng với đó chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa xiêng của t-shirt ạ. Toàn bộ khóa cũng được thiết kế bằng thép 316L và được mạ PVD Rubscon với dòng chữ t-shirt được chỉnh khắc bên trên ạ. Bên dưới chúng ta sẽ làm một cái mã của dây đó. Phần đáy của chiếc này được thiết kế dạng skeleton để lộ ra một cỗ máy cơ khí rất là tuyệt vời. Và cỗ máy này đó chính là cỗ máy ETA C07111, cỗ máy huyền thoại rồi. Với cỗ máy này thì anh em sẽ có thời lượng chữ cót là 80 giờ, tần số sử dụng là 21.600 và chúng ta sẽ có số lượng chân kính là 23 chân kính. Nó rất là đẹp, mình sẽ để anh em ngắm nhìn một cái cỗ máy. Với vị trí bay lần của chúng ta được hiển thị những thiết kế trải tia nắng ở cầu tóc và vị trí quả văng, rất là đẹp. Và với những cái dòng máy 80 giờ thì sẽ không còn sự xuất hiện của cái cần gạt chỉnh nhanh chậm ở vị trí bay lần nữa anh em nhé. Mà thay vào đó thì chúng ta sẽ được tinh chỉnh một con ốc chỉnh nhanh chậm tại vị trí bánh xe cân bằng. Phần đáy của chúng ta thì sẽ có một số thông tin là một cái đầu mã sản phẩm là T122407A này. Mặt kính sử dụng là sapphire, dòng chữ t-shirt, stainless steel là thép không gỉ. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái số series number và chúng ta sẽ có những cái chuyện như là water resistant là 53, tương đương với 50 mét nước. Anh em ngoài đi mưa rửa tay thì chúng ta vẫn có thể đi tắm nhẹ mà không lo vào nước nhé. Sản phẩm của chúng ta thì đang được bán ở mức giá retail khá là cao, mức giá hơn 20 triệu. Và ngày hôm nay thì bên mình về một chiếc với tình trạng là qua sử dụng và zin toàn bộ nhé. Chiếc này zin từ cả dây da luôn, cũng là dây zin. Đó, và mức giá chia sẻ lại, giao lưu với anh em mức giá rất là tốt, chỉ 9 triệu 500 nghìn mà thôi. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thích Liệt Hoàng Mai Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.